Sau đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn là gỡ bỏ phần mềm trên cái Win 7. Các bạn vào Start này, bấm Control Pen để Program and Future. Chẳng hạn mình muốn gỡ bỏ phần mềm. Để muốn gỡ bỏ phần mềm đấy, các bạn chỉ cần kích chuột phải vào phần mềm này nhé, xoắn ấn gỡ bỏ cái đó. Yes, chờ quá trình cài đặt thôi. Đây, xong rồi đã gỡ bỏ xong rồi.